Đức thứ tám, đức quên mình quan tâm đến người khác, hiếu sinh ý hạnh. Quên mình quan tâm đến người khác là một hành động đạo đức cao thượng mà người đời ai cũng mến phục và yêu thương. Trải qua trong cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều gương hạnh hiếu sinh, dám hy sinh mình để cứu người khác trong nước sôi lửa bỏng. Những người làm được những việc vĩ đại ấy thật là những người có tâm hồn cao thượng tuyệt vời. Những tâm hồn cao thượng ấy lại mai danh ẩn bóng, không để cho người đời biết đến tên tuổi của mình, như câu chuyện dưới đây, anh hùng vô danh. Willie cao hơn 2 mét và nặng gần 150 kg, một thân hình to lớn so với lứa tuổi 16 của cậu. Đó chính là lý do vì sao bọn trẻ trong khu phố lao động của chúng tôi rất e sợ cậu. Bọn chúng thường túm tụm lại kể cho nhau nghe rằng đã có lần Willie kẹp cổ một người suýt chết ngạt chỉ với đôi tay trần của mình. Tiếng tăm lừng lẫy đó khiến hết thảy mọi người phải kiêng nể cậu, nhất là ở cái khu phố đầy bạo lực này, nơi mà cả người lớn lẫn lũ trẻ con đều giải quyết mọi việc bằng bạo lực là chính. Willie và tôi chơi với nhau từ thuở cả hai còn bé xíu. Ngày đó, Willie đã cao to như một thiếu niên, còn tôi thì vừa béo vừa lùn, với mái tóc cháy nắng đỏ que. Lớn lên, chúng tôi cùng làm việc ở một nhà máy nhỏ trong thị trấn. Công việc của tôi là ở văn phòng, còn Willie thì phải ra tận bến tàu. Ngay cả những người làm việc lâu năm nhất ở đó cũng có vẻ e sợ Willie, vì một lẽ đơn giản là cậu ấy sức khỏe và lại lầm lì ít nói. Sau giờ làm việc, Willie luôn đưa tôi về nhà an toàn và rất kín miệng về bí mật của cậu ấy. Chỉ có một mình tôi mới biết rằng vào mỗi tối, thay vì lượn lờ trên các con phố và gây sự với khách bộ hành như mọi người vẫn đồn đại, Willie lại trở về nhà, nhẹ nhàng đỡ bà ngoại của mình ra khỏi chiếc xe lăn, giúp bà tắm rửa. Sau bữa ăn tối và xem tivi cùng nhau, cậu lại đặt bà lên giường và bắt đầu đọc truyện cho bà nghe đến khi bà chìm vào giấc ngủ. Mỗi sáng, Willie đều chải tóc cho bà, giúp bà mặc những bộ quần áo mà cậu đã mua bằng tiền công dành dụm của mình, rồi lo cho bà bữa sáng chu đáo. Xong đâu đấy, cậu lại bế bà đặt vào chiếc xe lăn rồi mới chịu đi làm. Cha mẹ Willie đều đã mất, vì thế bà ngoại chính là người thân duy nhất còn lại của cậu. Willie chăm sóc bà rất chu đáo, và bà chính là lý do để cậu luôn cố gắng sống thật tốt. Rõ ràng là những lời đồn đại về Willie chẳng có chút gì là sự thật, nhưng cậu ấy cũng chẳng bao giờ để ý hay có thái độ phản bác gì. Willie cứ để mặc cho người khác tin vào những gì mà họ nghĩ về cậu, và cũng chẳng lấy làm buồn lòng khi mọi người cứ né tránh cậu như là hung thần trên đường phố vậy. Một ngày nọ, tôi có việc phải nấn ná lại văn phòng nên Willie đi về trước. Xong việc, tôi đi bộ về nhà như thường lệ, thì thấy ngay gần nhà máy đóng hộp là 5-6 chiếc xe cứu hỏa đang nối đuôi nhau thành hàng dài trên đường. Một màn khói dày đặc phủ kín cả một góc trời phía trên dãy nhà. Len qua đám đông, tôi nhìn thấy một phụ nữ nước mắt lưng tròng đang ôm trong tay đứa bé được quấn trong chiếc áo sơ mi cũ, dải caro đỏ đen mà tôi trông rất quen. Người phụ nữ đang nói chuyện với vài người lính cứu hỏa và một phóng viên của tờ tin buổi chiều. Lửa cháy, khói bốc lên nghi ngút. Chàng thanh niên to cao ấy nghe tiếng con tôi khóc và đã nhảy ngay vào lửa để cứu nó. Cô ta kể trong nước mắt, nét mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, hai tay ôm chặt lấy đứa bé như sợ sẽ mất nó lần nữa. Cậu bé quấn thằng bé bằng cái áo sơ mi này trước khi trao nó lại cho tôi. Tôi còn chưa kịp nói hết lời cảm ơn thì cậu ấy đã mất hút vào đám đông ngay khi xe cứu hỏa vừa đến. Tối hôm ấy, đài truyền hình địa phương đã đưa tin về vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu phố nọ, cùng với lời tuyên dương người anh hùng vô danh đã dũng cảm xông vào ngọn lửa cứu người già và trẻ em. Bản tin cũng cho biết, chính quyền thành phố sẽ trao tặng huy chương và phần thưởng cho những ai chứng minh được mình là người anh hùng vô danh đó. Nhưng cho đến hôm nay, nhân vật anh hùng đó vẫn là một ẩn số. Anh Khang,
theo Bill Willey. Làm một việc nghĩa mà không để cho đời biết mình làm việc nghĩa thì chính đó là một nhà từ thiện vĩ đại. Làm việc từ thiện có bỏ ra một chút tiền mà hô hào cho mọi người biết, đó là làm việc thiện để cầu danh. Làm việc thiện cầu danh thì đó không phải là việc từ thiện. Có người làm việc từ thiện thường đi cứu trợ chỗ này chỗ khác, nhưng lại làm nghề cho vay lấy lãi thì còn gì là thiện? Nếu muốn làm việc từ thiện mà thật thiện thì nên làm nghề khác, nghề lương thiện. Từ đồng tiền lương thiện của mình mà làm việc từ thiện, lại còn giấu tên tuổi thì mới thật sự là việc từ thiện. Cậu Willie cứu người xong liền biến dạng trong đám đông người để tránh mọi người khen tặng tán dương, đến nỗi người mẹ của cháu bé bị tai nạn cũng không kịp cảm ơn, thì đủ biết cậu Willie cố ý để không ai biết mình cứu em bé. Đúng là một nhà từ thiện vĩ đại. Làm từ thiện như vậy mới thật là nhà làm từ thiện. Cho nên bài này lấy tựa đề Anh hùng vô danh thật xứng đáng với con người vĩ đại mà mọi người phải kính phục. Dưới đây là những bài viết về những nhân vật có thật trong xã hội chúng ta hiện nay. Họ đang thực hiện đức hiếu sinh sống vì người. Họ đem tình thương đến với mọi người. Họ là những tấm gương sáng để chúng ta cùng noi theo những đức hạnh và tình người cao quý, con người đối với con người. Chúng tôi mong rằng đức hiếu sinh này luôn luôn ở trong lòng mọi người để con người xứng đáng làm người. Bởi chỉ có tình thương mới làm ấm lòng người, chỉ có tình thương mới đem lại sự bình an cho mọi người. Bài viết số 1: Chia đôi giọt máu cứu người. Bữa cơm tối của gia đình anh Bùi Công Minh, quận 1, vừa dọn ra còn bốc khói, chưa ai kịp chạm đũa thì điện thoại reo. Sau vài câu trao đổi với người bên kia đầu dây, anh Minh buông đũa, vơ vội chiếc áo treo trên vách và hối hả dắt xe ra khỏi nhà. Như đã quá quen với những lần vắng nhà đột ngột như thế này của chồng, giờ anh Minh chẳng lấy làm lạ lẫm. Một, những ca hiến máu nhớ đời. Bệnh nhân cần cho máu khẩn cấp là một bé gái sơ sinh đang nằm ở bệnh viện Từ Dũ. Bé là kết quả tình yêu muộn màng của đôi vợ chồng lớn tuổi sau nhiều năm điều trị vô sinh. Ngay lúc chào đời, bé bị thiếu máu nghiêm trọng. Mặc dù bệnh viện có nguồn máu dự trữ, nhưng dắt cạn cả kho máu cũng không tìm đâu ra được một giọt thuộc nhóm RH. Nhìn ánh mắt thất vọng của hai vợ chồng họ khi kết quả thử máu không phù hợp, mình cũng thấy đau rang cả lòng cả dạ. Lúc cho máu em bé xong, người cha đã đến nắm lấy tay tôi bật khóc. Anh Minh nhớ lại, lần đó anh hiến hai đơn vị máu, tức 450ml. Bệnh viện và gia đình đứa bé hỏi tên và địa chỉ, nhưng anh lắc đầu rồi lặng lẽ đội mưa về cho kịp bữa cơm tối cùng vợ con. Một lần đang trao đổi công việc với khách hàng, chị Lê Thị Thanh Hà, quận 1, được tin một bệnh nhân đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy cần truyền máu hiến gấp. Bỏ dở công việc, chị lao vội từ tầng 2 xuống đất, gọi taxi đến ngay bệnh viện. Người cần cho máu hôm đó là một thanh niên bị nạn khi chạy xe đuổi bắt một tên cướp vừa giật giỏ sách của người đi đường. Nhờ hai đơn vị máu của chị Hà, sau một tuần điều trị, người thanh niên ấy đã hồi phục. Lúc tỉnh lại, anh ấy nói vui: "Tôi lo cứu người khác, còn chị thì cứu tôi." Chị Hà cười giòn tan kể: "Anh Lâm ở quận Tân Phú bảo, tôi rất hạnh phúc để hiến máu cho cháu bé là cháu nội duy nhất của một bà mẹ Việt Nam anh hùng ở miền Trung. Nhờ hai đơn vị máu của anh, đứa bé đã được cứu sống." 2. Quên mình cứu người dân. Sau lần cho máu bé gái ở bệnh viện Từ Dũ, anh nằm bệnh viện suốt cả tuần. Theo quy định, thời gian giữa hai lần hiến máu với người nam là 3 tháng, với người nữ là 4 tháng. Nhưng tại vì trước đó 10 ngày, tôi đã hiến hai đơn vị máu cứu một người bị tai nạn giao thông, nên sức khỏe xuống hơi nhanh. Anh Minh giải thích, cũng mắc cái tội hiến máu không theo đúng nguyên tắc như anh Minh. Sau lần cứu anh Lục Dân Tuyên thời nay, chị Hà cũng đổ ốm mấy ngày liền. Chị bộc bạch: "Thiệt tình lúc đó điện thoại kêu đi hiến máu, sức khỏe tôi không tốt lắm, nhưng cứ nghĩ đến cảnh người cần cho máu đang giành giật từng phút giây để sống,
tôi không cam tâm từ chối. Không chỉ hiến máu cứu người trong nước, các hành viên còn cứu người nước ngoài. Một đêm tháng 5 2003, ông Jacob Deel, một chuyên gia người Đức, được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng giảm tiểu cầu trầm trọng. Ông đã được những người dân nơi đất khách cứu khỏi cơn nguy kịch. Trước khi về nước, ông Jacob Deel ghé Trung tâm Hiến máu Nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: "Trong con người tôi có thêm dòng máu của người Việt Nam, của những người luôn sống chân tình. Các bạn là những ân nhân mà suốt đời tôi không thể quên." Có một điểm chung ở các thành viên câu lạc bộ hiến máu: họ không muốn người được cứu sống phải mang ơn họ, ngay khi phải có tên tuổi hoặc địa chỉ. Bác sĩ Bùi Văn Thêm, giám đốc Trung tâm Hiến máu Nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu kể: nhiều bệnh nhân sau khi hết bệnh đến trung tâm xin địa chỉ người đã cho máu cứu mình, nhưng ông buộc lòng phải từ chối. Sống trên đời cần có một tấm lòng để gió cuốn đi. Nhiều người từng được cứu sống bằng máu của những người tốt bụng đã tham gia câu lạc bộ như một cách tri ân. Dòng máu của họ cùng các thành viên trong nhóm lại tiếp tục tuần hoàn hiến tặng, mang theo thông điệp cao cả cứu người. Trần Ngọc, ngày 27 tháng 4 2007, báo Xã hội Pháp luật. Bài viết số 2: Hai mẹ con chuẩn bị bỏ thi. Hai mẹ con đứng trước quầy vé, chuẩn bị mua vé trở về quê và bỏ thi đại học, vì trong túi chỉ còn 100.000 đồng. Thế rồi những tấm lòng lại mở ra. Lần đầu tiên đi thi đại học, gặp một cú sốc vô cùng lớn. Tưởng rằng em sẽ bỏ thi giữa đất Sài Gòn rộng lớn này. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều. Đó là lời tâm sự chân thành mà thí sinh Nguyễn Thảo Hoài Hương ghi trong nhật ký tiếp sức mùa thi của các sinh viên tình nguyện tại bến xe miền Tây. Cô Nguyễn Thị Ánh dắt con gái Hoài Hương lặn lội từ Tiền Giang lên Sài Gòn để thi vào trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên lên thành phố không biết đường xá, lại chỉ có ít tiền, nên cô Ánh và Hương đón xe đến bến xe miền Đông để cầu cứu người quen. Thế nhưng hai mẹ con đành lủi thủi quay lại bến xe miền Tây vì người quen không cho ở. Trong túi cô chỉ còn hơn 100.000 đồng. Hương và mẹ dự định lại quầy mua vé trở về quê. Cô Ánh vô cùng đắn đo giữa quyết định về hay ở, vì nếu về thì Hương phải chấp nhận bỏ thi. Rất may các sinh viên tình nguyện tại bến xe miền Tây đã kịp thời liên lạc với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh để thu xếp chỗ ăn ở miễn phí cho hai mẹ con. Cô Ánh và Hương mừng rơi nước mắt và không ngớt lời cảm ơn các sinh viên tình nguyện. Cô tâm sự: nhà nghèo nhưng thấy con ham đi thi nên ráng lo cho con lên đây. Nếu không có các cô cậu giúp đỡ thì tôi cũng không biết phải làm sao. Về không nở, ở thì không tiền. Mỹ Phụng, báo Tuổi Trẻ. Bài viết số 3: Thơm thảo tấm lòng người thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là nông dân ở quê, đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh thi. Vừa xuống bến xe thì được các anh chị sinh viên tình nguyện chở về đây ở. Không ngờ ở Sài Gòn lại có nhiều người tốt như thế. Ông Phạm Lợi, bố của thí sinh Phạm Tuân, ở trọ miễn phí tại nhà 41/7, đường Cô Giang, quận 1, xúc động nói: "Một, ở đây sướng lắm. Đến căn nhà vào buổi sáng, lên tầng trên nhìn ra ban công, năm phụ huynh đang ngồi uống nước trà và trò chuyện. Nhìn sang phía đối diện là các sĩ tử đang ôn bài. Mặc dù chỉ đăng ký cho ở 5 người, nhưng bây giờ số người ở miễn phí tại đây đã tăng gấp 3. Đã 9 năm nay, năm nào tới mùa tuyển sinh, căn nhà của ông Hồ Đắc Dung, 68 tuổi, cũng là nơi ở miễn phí cho nhiều thí sinh và phụ huynh ở tỉnh xa. Ông dành nguyên cả tầng trên để các thí sinh và người thân ở, còn mình thì nghỉ tầng dưới. Các căn phòng đều trang bị đầy đủ bàn và ghế ngồi học. Tôi là người thành phố, trước kia lại là cán bộ đoàn. Cứ mỗi năm tới mùa tuyển sinh tôi lại bắt gặp nhiều cháu ở quê lên không có tiền thuê nhà trọ, không có tiền ăn cơm, phải ngủ bờ ngủ bụi để thi. Thậm chí có người cháu còn bị giật quần áo tiền bạc, thấy thương quá. Thôi thì mình có điều kiện hơn, nhà cũng có chỗ trống, cho ở được cháu nào hay cháu đó.
Năm đầu tiên chỉ có hai cháu ở vì mình cũng còn e ngại, nhưng đến hôm nay thì vượt chỉ tiêu. Ông vừa cười vừa kể, vui nhất là khi nhận được điện thoại báo đậu đại học của các cháu điện về. Nhiều cháu còn mang quà ở quê vào cảm ơn rồi nói, nhờ ở nhà ông mà con đậu đại học đó. Một ngôi nhà ở đường Ngô Văn Năm, quận 1. Trong các căn phòng rộng và sạch sẽ là cảnh học sinh đang ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Phụ huynh thì nằm nghỉ ngơi. Chị Iberai, mẹ của thí sinh Chu Thị Thu Hà, quê Đắk Lây, Kon Tum kể, bố nó mất từ lúc nó lên 6 tuổi, một mình tôi phải làm để nuôi hai chị em ăn học. Làm nông nghèo phải chạy chạy khắp nơi mới dây được tiền xuống thành phố thi. Đến nơi, may mà nhờ các anh chị sinh viên tình nguyện chở đến đây ở miễn phí, nếu không thì không biết lấy tiền đâu mà thuê chỗ ở. Hai, như là gia đình thứ hai. Vợ chồng lương y Cao Văn Đắc, phòng chẩn trị y học cổ truyền Phú Lâm, 14-16 Bà Hôm, quận 6. Mùa thi này lăng xăng dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn màn, sửa lại bóng điện, chuẩn bị chỗ ngủ để đón thí sinh. Đợt một vừa qua, căn nhà của bà là nơi ở của hơn 20 thí sinh. Ông bà đã cho thí sinh ở từ 3 năm nay. Bà bồi hồi kể lại, năm đầu tiên cô đăng ký cho ở miễn phí thì chẳng ai đến ở cả. Đến năm thứ hai bắt đầu đông. Năm rồi cô phải liên hệ xin nhà chùa cho các em ở miễn phí mới đủ chỗ. Ngày trước lúc cô đi thi, cô cũng từng sống những tháng ngày cơ cực, từng ngủ ngoài công viên chờ trời sáng rồi thi. Bây giờ nhìn những đứa trẻ ở quê lên bơ vơ lạc lõng là mình thấy thương. Biết rằng các cháu có chí muốn vươn lên nên mình đâu thể làm ngơ được. Thiếu nước thì nói chú mua nước, tối quá thì bật đèn lên học chứ để mờ mắt sao. Lâu lâu ông Đắc cũng nhắc, Trần Thị Kim Liên quê Đắk Lắk, thi vào Đại học Sư phạm tâm sự. Lần đầu tiên xa nhà, nhớ nhà nhiều lắm. Nhưng sống ở đây, cô chú quan tâm không khác gì cha mẹ ở nhà, nên cũng đỡ nhớ. Em thấy đây giống như là gia đình thứ hai của em. Quang Phương báo tuổi trẻ, thứ Bảy ngày 7 tháng 7, 2007.